Hello, xin chào mọi người. Bọn mình đi ăn mắm. Tuần này mình đi ăn bún đậu mắm tôm. Đây là em gái vợ mình. Xem thực đơn có gì nhé mọi người nhé. Đây nhá, thực đơn rất là rẻ nhá. Bún đậu đặc biệt 40k, bún đậu đầy đủ 30k, bún đậu đầy đủ 35k đều. Còn đây bún đậu thịt nem chả cốn 25k, bún đậu thịt nem sữa xích 25k, tất cả là 25k, 20k, bún đậu nem sữa xích lạp xưởng 20k. Nói chung là rất là rẻ luôn nha các bạn. Còn đồ gọi thêm thì có bún này, đậu này, nem này, chả cốm. Bún này. Ăn đồ uống có Coca-Cola, bia Hà Nội, Thai, Twitter, C2 bỏ hút. Kho đấy. Mấy tiệm vàng đấy hả? Kho đấy. Đi chợ đun chiên đun tà. Đấy, bún đậu nhìn rất là ngon luôn nha các bạn này. Bình cơ bác của sáng này nó mà bị nhân nó yếu tại kê rồi. Mất cho nó ý là để ý có dễ ăn nó để rồi nhiều chẳng nhiều cho thì đi tránh nó không để. Bây giờ thì bọn mình đang đợi nha mọi người nhé, bọn mình vừa gọi đồ rồi. Có bốn mắt nát chỉ chung trong ạ? Chỉ mua rồi. Mắt nát đi. Mua thì mua lạc thì dòng tiền. Ít còn dễ quá, chỉ có mua lại phát triển. Nhìn lại nè, ít tiền một chế con trên cho hắn. Có chứ, có cho lạc thì không? Có lạc thì không thể đi. Không thể. Đợi khá là lâu rồi mọi người. Cái cam của anh nó bị bịt mờ. Okay.
Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào một video tiếp theo nha. Chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người.